Bây giờ lại nè, miếu lại. Miếu mới phải không? Rồi, 1, 2, 3, miếu. Em trúng gió hay gì? Em miếu, mình miếu đều ra hai bên. Cái biên độ của cái môi á, mình đều ra. Em lệch một bên, tao tưởng em trúng gió. Ban giám khảo trao giải cho em nha. Miếu đều. Mình miếu đều hai bên, cảm xúc dân trào, giải hoa hậu công bố khóc. Rồi. Ok, chuẩn bị. Rồi. Và vương miện thuộc về thí sinh. Thí sinh. Thí sinh. Miss Vivian. Yeah. Em xin được chào tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả ban giám khảo. Yeah. Cảm ơn đã trao cho em cái phần thưởng, đây là Miss Vivian. Tiếng ở dưới thượng không nói, nói tiếng trên thượng vậy bà. Ai? Ôi gì nó vậy? Trời ơi, trời ơi. Ai? Trời ơi. Ai vai tiền gấp, ai vai tiền nóng, ai vai. Chính, con nói chính nghe nè. Bộ hết cuộc thi rồi sao mà đi thi mít chó như vậy? Mít chó? Mít chó kìa. Trời ơi, thằng ông nội dấu sắc đâu mà đọc thành mít chó. Chứ là cái gì? Miss cho vai. Trời ơi. Trời ơi, miss cho vai. Có danh hiệu này luôn hả chính? Có. Miss cho vai. Cái gì? Miss cà phê. Miss văn phòng. Miss cho vai. Yeah. Miss cà phê. Yeah. Miss văn phòng. Rồi. Sao quá trời miss vậy? Thấy được chưa? Không được. Cái mỏ cong lên, cong lên. Không, mình cong lên á. Mình đừng có le lưỡi nhìn nó ghê lắm. Nhìn mày chứ không tin tin chứ. Ai yêu mày nổi. Đàng hoàng lại, nghiêm túc lại. Mày làm tao bị tuột mốt á nha. Đây là lần đầu nha. Nè, mồi cong lên. Mình cong lên chứ không phải cong xuống. Cong xuống nó tưởng mình chề, nó tát vô cái miệng rồi, mình. Rồi, rồi. Nào, lại nào. Cong. Môi. Ai ghê quá. Mày mốt nhớ đánh răng kỹ xíu nha. Nhưng mà nó nói gì được chưa? Không, cái tông nó bị trầm quá. Thánh thoát ha. Lên cao xíu nữa. Ai yêu em. Mày hát opera hả? Mình nói cái giọng của những người bình thường đi. Diễn xuất khó quá, diễn xuất thì đó, tính gì diễn xuất nó khó mà. Ai yêu em. Không, không được. Ai yêu em. Không được, lên cao nữa. Ai yêu em. Cao xíu nữa. Xíu nữa nè. Trời ơi. Trời ơi. Thật là lãng mạn. Ôi, một không gian này, hai người đàn ông face to face nhìn nhau đắm đuối, xong rồi tỏ tình anh yêu em. Trời ơi, thế giới đảo lộn, thế giới đảo lộn. Ê, đợi chút nha, để lấy điện thoại đăng nha. Trời. Đăng gì? Ê, đâu con. Ủa? À, kèo dưới hả? Cái giọng kỳ vậy. Để anh kéo lại. Kèo dưới hả? Đây kèo trên đúng không? Đúng rồi, đây kèo trên. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Kèo dưới nè, đặt kèo dưới nãy giờ kèo trên, dập kèo dưới quá trời luôn. Trời luôn, quá trời luôn. Nói nghe nè, đây cái quán cà phê. Bây giờ mình muốn ấm nhau á, làm ơn ra khách sạn nha. Không có kiểu yêu thương đồ ở đây nha. Cái gì vậy bà Duyên? Ấm gì? Ấm gì? Ấm gì nè, ông ở đây mới tỏ tình anh Hà anh yêu em. Ê, để thông báo bà chính nha. Gặp tiệc ăn mừng, mừng hai người. Không có. Đi hả? Chứ mới ngồi đây mới nói anh yêu em đó. Không có, tôi tập diễn xuất. Ừ. Cái vậy? Tập diễn xuất. Tập diễn xuất. Ông hả? Ừ. Ông diễn xuất hả? Ừ. Rồi ai coi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nè, bán cà phê là bán cà phê đi. Mình bớt mơ cao hiểu không? Xuống tuân. Ủa mắc. Tuân đưa bóng đèn xuống tuân. Cười qua mắt gì không được, tôi làm diễn viên cũng được. Ủa? Ông có nhìn lại bản thân mình không? Ông nghĩ sao với cái nhan sắc như ông mà ông đòi làm diễn viên? Ai coi? Ủa anh hả? Được, nó làm được. Có diễn viên thì có người đẹp người xấu mà, chứ. Có người đẹp người xấu. Tự nhiên tôi xấu với tôi làm diễn viên được cho bà biết tiếng lùn không? Tiếng lùn. Ừ. Trời, cái đó là vì người ta quá đặc biệt, người ta có một khúc mà hiểu không? Trời ơi, nghệ sĩ gạo cội tiếng lùn đó. Thì nó cũng đặc biệt mà. Anh Hà thà là ví dụ như anh chỉ cho ổng pha cà phê nè, hay là chỉ cho ổng cách biểu diễn cà phê để mà thu hút khách thì được. Chứ ông nhách là ông vô chắc tao quất ông cái ông xỉu quá à. Cái này cũng giúp ích được mà. Phải thì học để cho, nói chung là học diễn xuất là để bán cà phê. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Diễn xuất để bán cà phê.
học diễn xuất để bán cà phê. Ừ. Ông cho một cái lý do hợp lý làm sao mà học diễn xuất bán cà phê tôi nghe coi. Thì giờ bây giờ có nghĩa là bây giờ ví dụ mà gặp khách nào dễ thương á thì tôi sẽ phục vụ anh phục vụ bàn dễ thương và cô gái may mắn. Đúng rồi. Ví dụ tôi làm như đó. Và ví dụ như gặp ai mà cọc cọc á thì là anh phục vụ cọc tính và anh chàng thô lỗ. Đó. Hiểu không? À giống như là mình học diễn xuất để mà mình ứng phó với những cái vị khách mà nói chung là quá dị mà lỡ xuất hiện trong quán đúng không? Đúng rồi, ví dụ như có cô ví dụ như thư ký mà bước vô uống thì là cô thư ký may mắn và anh bồi bàn. Trời ơi. Đó ví dụ vậy. Ê vậy cũng được. Ê vậy bữa nào mà ví dụ như quán mà có mà hư bóng điện đồ ha. Cái tôi. Đó. Anh sửa điện và cô gái bán cà phê. Wow. Trời ơi. Nghe thấy tê tê rồi đó. Anh Hà. Chỉ em đi, em cũng muốn học diễn xuất nữa. Phụ ông Tân, ví dụ lỡ khi bà Chính và anh chàng giao cà phê. Trời ơi. Ê, được quá, được luôn. Muốn học không? Chỉ cho. Bữa nào bà Chính bà hay chửi lắm, qua phải soi dịu bà. Ê, không. Này là thầy độc quyền. Tôi không có cho dạy bà. Gì độc quyền gì đây? Bây giờ nè, ổng trả anh bao nhiêu? Ảnh nói đi, em trả gấp đôi. Gấp đôi thì không? Gấp đôi thiệt. Nó có trả cắt nào đâu. Gì? Mày có đưa tao miếng nào đâu. Ủa? Thì độc quyền. Ủa? Miễn phí và độc quyền gì đây? Cho học với đi. Thì nửa học sao đi. Nửa học sao đi. Chờ anh giải nó xong không vậy? Hứa nha. Hứa. Nói cho quen cũng biết liều lắm. Đi qua lấy nước đá đi. Ủa? Chưa lấy nước đá hả? Chưa lấy nữa. Ừ vậy thôi, ổng học trước đi. Học xong tới tôi nha. Anh Hai giới thiệu em nha. Rồi đi đi, cô gái bán cà phê. Chút anh kêu anh thợ sửa điện lại cho. Thôi thợ sửa điện là diệt điện nó chết á. Trời ơi, nhỏ này giật dữ lắm. Nói rõ đi nha. Còn không là ba mặt một lời nha. Con tim tôi là tôi chịu không nổi đâu nha. Tôi đau lắm nha. Mấy nay tôi đau tim lắm á. Phải đâu, tại vì tôi nghe theo con tim.